Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 9 của bộ truyện Tu Chân Kiếp, tác giả Vô Tội, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, xuyên qua mê vụ trong màn đêm, từ sơn cốc có truyền tống trận đi ra. Ngụy Tác nhìn thấy ở giữa núi non ngoài xa có ánh sáng leo lét và những công trình đổ nát nằm rải rác. Những khu phế tích đó đều là di tích từ thời thượng cổ còn lại. Nhiều chỗ đã phong hóa, không còn nhận ra hình dáng ban đầu như thế nào. Trong mấy dãy núi của Dương Cốt Sơn thì không thiếu gì phế khư. Ở thời thượng cổ chắc là nơi này không phải là đại thành thì cũng là trọng trấn. Ánh sáng leo lét chắc là từ ngọn đèn ở trong mỏ dung luyện tinh khoáng của Thiên Nhất Môn. Dung luyện tinh là một loại tinh thạch đặc biệt, hơi nung bằng lửa là có thể chảy ngay. Dung luyện tinh chảy xong mà đông lại thì không chỉ chịu được nhiệt lực cực cao mà còn chắc bền hơn cả nhiều loại tinh kim. Chính nhờ đặc tính dễ đúc khuôn và cực kỳ bền chắc này mà dung luyện tinh thường được dùng để mà luyện chế pháp khí, nhất là những pháp thuẫn phòng ngự. Ở gần Linh Nhạc Thành chỉ có một mỏ dung luyện tinh khoáng của Dương Quốc Sơn là do Thiên Nhất Môn khống chế. Thiên Nhất Môn thường cắt cử cao thủ chu thiên cảnh trở lên trấn thủ khoáng mạch. Nhiều tu sĩ cấp thấp và phàm nhân phổ thông ngày đêm khai mỏ cho bọn họ. Tuy rằng là Ngụy Tác cũng thấy hành vi bá chiếm cả khoáng mạch của Thiên Nhất Môn có phần vô sỉ, nhưng đặt cả dung luyện tinh khoáng mạch trước mặt của gã thì cũng là vô dụng. Dung luyện tinh trước khi mà tan chảy đều là màu trắng hơi trong, khi mà đông lại thì đều đen ngòm, đọng từng khối lớn cỡ nắm tay ở trong tảng tạp thạch lớn, và cần rất nhiều nhân lực khai thác thì mới thu được một lượng nhất định. Hiện tại ánh sáng leo lét đó cũng khiến cho gã vững tâm hơn mà đi trong man hoang sơn mạch tăm tối này. Đi chừng được khoảng nửa canh giờ, Ngụy Tác cũng đến được cửa thạch thư động mà Nam Cung Vũ Tinh đã hẹn. Dung động đó có lối vào khá là bằng phẳng, cửa động rộng đến mấy trượng vuông, tựa như là một con quái thú đang há miệng định nuốt chửng người ta vậy. Gần động khẩu thì không có tung tích của Nam Cung Vũ Tinh, Ngụy Tác không hoảng mà liền lấy ra một tấm truyền tấn ngọc phù chung, dồn vào một chút chân nguyên tim tím, ba nga mảnh phù còn lại đều rực quang hoa. Tích tắc sau thì Nam Cung Vũ Tinh mặc hồng sắc nhuyễn giáp từ trong nham động đi ra. Người thông minh đấy, biết dùng phương pháp báo cho ta là ngươi đã tới. Nam Cung Vũ Tinh thấy gã liền nói ngay. Ta đã dùng truyền tấn ngọc phù phát tin cho ngươi mấy lần, không đợi được đã đi đến trước. Sao giờ ngươi mới tới vậy? Sao, có việc gì gấp hả? Giờ này còn tìm ta làm gì? Ngụy Tác tỏ vẻ tiếc nuối nhìn nhuyễn giáp ở trên mình của nàng. Gã nhận ra mọi vết rách ở trên nhuyễn giáp đã được vá lành lặn, kể cả vết hằn cũng chẳng thấy nữa, nói gì đến những thứ khác. Thấy Nam Cung Vũ Tinh tựa hồ hơi lo lắng, gã vội vàng giải thích. Ý ta là hôm nay ta đến Thanh Minh Sơn, chắc vì xa quá nên truyền tấn ngọc phù không nhận được tin của ngươi đó mà. Thôi, thế ngươi mang theo bao nhiêu hỏa cầu phù? Nam Cung Vũ Tinh trực tiếp hỏi. Ngụy Tác lấy làm lạ. Sao, còn hơn 80 tấm? Hơn 80 tấm ư? Nam Cung Vũ Tinh tựa hồ là không ngờ gã còn nhiều hỏa cầu phù như thế, hơi ngẩn người. Thôi, gấp lắm rồi, vừa đi vừa nói. Rồi nàng xoay người đi trước dẫn đường. Không hiểu vì sao, tuy rằng là Ngụy Tác để nàng đợi hơi lâu, hơn nữa vì sợ gã không đến kịp, nàng đã thông chi cho Thiết Sách cử người đến, nhưng mà vẫn luôn lo lắng rằng là Ngụy Tác không hề cố ý không đến. Cái gì? Ngọc Vân Chi? Ngụy Tác theo sau nàng vào trong thạch thư rung động. Trong đó toàn là thạch trung nhũ hình dạng kỳ quái, hơi nước ẩm ướt. Nam Cung Vũ Tinh mới nói hai câu, Ngụy Tác đã cả kinh. Hóa ra là Nam Cung Vũ Tinh vội vàng tìm gã Ngụy Tác là vì khi mà truy sát tam cấp ngũ sắc Ngô Công đến tận thạch thư rung động này, ở trong một ngã rẽ, nàng phát hiện một nhánh Ngọc Vân Chi sắp chín rồi. Phải biết rằng có những thiên tài địa bảo đặc biệt chỉ có thể hái trong thời gian nhất định mới không bị tan mất linh khí.
Nếu lỡ mất thời gian này thì rất nhanh sau đó linh khí sẽ tan sạch. Mà Ngọc Vân Chi là một trong những loại đó. Ngọc Vân là một loại bạch sắc linh chi, lấp lánh trong veo, ban đêm còn phát ra ánh sáng như ngọc. Công hiệu lớn nhất là giúp cho yêu thú ngũ cấp trở xuống tiến giai. Yêu thú cấp này mà ăn một nhánh Ngọc Vân Chi đã chín thì sẽ như là tu sĩ dưới phân điệm cảnh uống một viên hợp hư đan do Cơ Nhã luyện chế vậy, sẽ lập tức tăng thêm một bậc. Loại linh dược này cũng có ý nghĩa thập phần trọng đại đối với cả tu sĩ. Nhiều môn phái, ví dụ như là Kim Thiếu Cung của Lý Hồng Lân, nuôi yêu thú đã thuần thục. Nếu là tứ cấp thượng giai yêu thú mà cho ăn một nhánh Ngọc Vân Chi, nó sẽ tiến danh thành ngũ cấp yêu thú. Thực lực bản thân tu sĩ đó cũng tăng cao. Chỉ là một con độc giác lôi khuê tứ cấp trung giai mà đã khiến cho Ngụy Tác suýt chết rồi. Nói tóm lại là linh dược này chính là một bảo vật vô giá đối với cả các môn phái và tu sĩ như thế. Số lượng lại hiếm như vậy, thời gian chín chỉ là một ngày một đêm. Qua mất thời kỳ này là sẽ khô héo, tan hết linh khí. Nên tại Thiên Huyền Đại Lục này, Ngọc Vân Chi không có giá cố định. Nhưng chắc chắn rằng là nó tuyệt đối có đủ tư cách để mà giao cho Kim Ngọc Các đấu giá tại Đại Hình Phách Mại Hội. Ừ, đúng là như vậy. Nhưng mà có tận hai nhánh cơ. Tự hồ cho rằng Ngụy Tác vẫn chưa đủ chấn kinh, Nam Cung Vũ Tinh đi trước dẫn đường lại bồi thêm một câu. Chà chà, Ngụy Tác quả nhiên là kinh ngạc. Hai nhánh Ngọc Vân Chi, chẳng phải là thuần phục một con tứ cấp trung giai yêu thú là xong. Cho ăn liền hai nhánh Ngọc Linh Chi thì sẽ khiến cho nó liên tục tiến thêm lưỡng giai, biến thành ngũ cấp yêu thú hay sao? Bất quá thì Ngụy Tác cũng hiểu rõ là quanh bảo vật quý giá ngang hợp hư đan này sẽ có yêu thú lợi hại canh giữ. Mà phạm vi hoạt động của yêu thú thì rộng hơn tu sĩ nhiều, chỗ nào chúng cũng đến được. Khiếu giác thì tinh nhanh nhạy, với cả khí tức linh khí cũng vượt xa tu sĩ. Gã liền vội vàng hỏi, nhưng mà canh giữ Ngọc Vân Chi này là yêu thú cấp nào vậy? Là tứ cấp thượng giai phong linh hống đó. Nam Cung Vũ Tinh đáp nhanh. Không phải chứ, lại là tứ cấp sao? Ngụy Tác xen gì? Phong linh hống là dị thú bề ngoài khá giống chim, nhưng mà có bốn chân cùng với cả một cái đuôi như là con khỉ. Không chỉ có thể phát ra cương phong phong nhận cực kỳ sắc bén, mà lông ở trên người chúng có thể rụng xuống bắn ra như là lợi tiễn. Đáng sợ nhất ở chỗ là tứ cấp thượng giai yêu thú này cũng có thể phun ra yêu đan như là độc giác lôi khuê. Nam Cung Vũ Tinh tự hồ hơi lạ lùng trước câu nói của gã, hơi ngoái lại nhìn. Không cần lo lắng đâu, phong linh hống để ta đối phó là được. À ghê nhỉ. Thần sắc và câu nói tự tin của Nam Cung Vũ Tinh thập phần chấn định Ngụy Trác. Ngụy Trác nghĩ ngay cái mảnh vỡ pháp bảo có thể giết tam cấp yêu thú trong tích tắc của nàng đó, liền gật đầu hiểu ý. Thoáng sau lại buột miệng hỏi, cô nói là đối phó được với cả phong linh hống, như vậy thì gọi ta tới làm gì? Lẽ nào cô cho rằng đêm dài một mình thì tịch mịch cô đơn hay sao? Cái gì? Tịch mịch cái đầu người ấy, lúc này mà còn lòng dạ đùa cợt được hả? Nam Cung Vũ Tinh trừng mắt với gã. Ngoài chúng ta ra ấy, thì còn chừng khoảng hơn 30 con băng tuyết đao lang đang thèm muốn hai nhánh Ngọc Vân Chi đó. Chỉ vì là sợ phong linh hống nên chưa dám xông vào, đang ở trong một nham động giằng co với cả phong linh hống đó. Cái gì? Này, cô đừng có đùa như vậy. Hơn 30 con băng tuyết đao lang sao? Cô muốn ta bị cắt thành bao nhiêu đoạn thì mới vừa lòng chứ? Ngụy Tác nghe xong thì suýt nữa quay người bỏ chạy. Ở cùng Lục Bào lão đầu lâu ngày, gã biết là vào mấy vạn năm trước, tu đạo giới không có nhiều yêu thú. Sau đó thì hai thượng cổ đại năng đại chiến. Một người cố ý đã làm dụng nhiều vì sao, đã phá vỡ nhiều không gian thông đạo, khiến cho các loại yêu thú xuất hiện. Tên yêu thú sau này cũng đều là do tu sĩ đặt cho. Ví dụ như là băng tuyết đao lang, vốn là băng hệ yêu thú, khá giống một con bọ ngựa cao chừng khoảng nửa thân người, là tam cấp thượng giai yêu thú chính tông. Không chỉ phun ra được băng hàn khí tức, mà hai chân trước của nó là lại như là hai lưỡi đao có thể chặt chém đối thủ, hủy thi diện tích. Nếu như là có thể đối phó một hai con khẳng định không thành vấn đề, nhưng 30 con cùng xông lên thì Ngụy Tác chỉ còn nước ngoan ngoãn chịu đòn mà thôi. Sợ cái gì? Ngươi tưởng ta gọi ngươi đến tìm cái chết hả? Nam Cung Vũ Tinh trừng mắt nhìn gã. Ta xem kỹ rồi, cái đàn băng tuyết đao lang ở trong nham động bên ngoài có chỗ Ngọc Vân Chi đó đang giằng co với cả phong linh hống ở trong.
Nham động đó không có nhỏ, nhưng mà thông đạo nối giữa chỗ Phong Linh Hống và Ngọc Vân Chi với cả cái động bên ngoài lại hẹp lắm. Hai chúng ta có thể trấn thủ được. Mà băng hệ yêu thú thì kháng cự hỏa hệ pháp thuật hơi kém. Chúng ta chỉ cần chặn lối ra, rồi ngươi liên tục kích phát hỏa cầu phù, thì chúng chỉ có hai lựa chọn. Một là bị hỏa cầu phù thiêu chết, hoặc là xông vào liều mạng với cả Phong Linh Hống mà thôi. Ôi, thế mà không nói sớm, khiến tim ta sợ quá đập thình thịch đây này. Ngụy Tác cười hăng hắc. Phát hỏa cầu phù thì ta là sở trường rồi. Trong lúc gã nói vậy với cả Nam Cung Vũ Tinh, thì ở tại truyền tống trận pháp dẫn đến Dương Cốt Sơn lóe lên linh quang, hai tu sĩ bước ra. Nam tu trẻ tuổi mặc hồng sắc trường bào, tỏ vẻ cưỡng ép. Thiếu nữ đi bên cạnh trông cực kỳ là quyến rũ, lại tỏ vẻ hưng phấn. Thiếu nữ này mặc ngân sắc pháp y, chính là Hàn Vi Vi, đã bị Ngụy Tác cướp mất hai con thạch vị bích tích trước đó. Ấy chà chà, có vẻ chẳng chịt cho phết đây. Thạch thư rung động chẳng chịt thông với nhau, đủ loại ngã rẽ lớn nhỏ. Nếu không có Nam Cung Vũ Tinh dẫn đường, dù bảo gã trong đó có hai nhánh Ngọc Vân Chi thì gã cũng chịu không tìm được. Đường đến chỗ Ngọc Vân Chi sinh trường, thậm chí còn có chỗ hẹp đến mức chỉ đủ cho một người lom khom đi qua. Nếu không vì truy sát yêu thú vào đây, Nam Cung Vũ Tinh khẳng định sẽ không đặt chân vào nơi khỉ ho cò gáy như thế. Ngụy Tác vốn không hiểu Nam Cung Vũ Tinh làm cách nào mà phát hiện được hai nhánh Ngọc Vân Chi còn hiểu rõ mọi yêu thú ở bên trong như vậy. Giờ theo nàng vào thì gã hiểu ngay. Trước mắt của gã là một rung động hình hồ lô. Hai rung động đầy thạch trung nhũ đều rộng khoảng mấy chục trượng vuông. Ở giữa có một thông đạo khá là ngắn, đủ cho hai người sánh vai đi vào. Hai nhánh Ngọc Vân Chi phát ra quang hoa như ngọc trắng, cô hồ là linh chi điêu khắc từ ngọc mọc ở trên một nham thạch trung nhũ. Đứng ở trong đêm tối nhìn lén vào, Ngụy Tác cơ hồ nhìn thấy hết. Phong Linh Hống cao ngang với gã đang đứng ở dưới thanh nhũ đá, đang nhìn chăm chú ra ngoài rung động canh chừng. Ở bên ngoài rung động đó thì cũng như là mở phách mại hội, có hơn 30 con băng tuyết đao lang đang xếp theo hình rẻ quạt. Phong Linh Hống thì toàn thân đầy linh mao xanh đậm như là từng mảng thép vậy. Đầu của nó thì không khác gì cự ưng bình thường, mọc ra một cái mỏ lớn, bốn ngọn lợi chảo như là đúc bằng sắt. Ở trên cái đuôi xanh đen là linh mao đều có hình tam giác rũ xuống mông, trông phi thường yêu dị. Còn bề ngoài của 30 con băng tuyết đao lang thì cũng chẳng đẹp đẽ gì hơn. Chúng trông trắng như mút, như là có hoa văn hình xương ở trên người vậy. Cái miệng thì giống như là kiểu mồm của côn trùng vậy, phân thành bốn mảnh, cùng với cả đôi mắt to đen như là pha lê. Hai cái chân ngắn trước ngắn ngủn, bè bè, trông không khác gì hai thanh hậu bối đại khảm đao. Hàn băng khí tức từ mỗi con băng tuyết đao lang phát ra còn hơn cả băng ti thủ nữa. Có vẻ Ngọc Vân Chi sắp chín rồi đó. Tại lúc Ngụy Tác nhìn rõ tình hình bên trong hai nham động, thì bạch sắc quang hoa ở trên hai nhánh Ngọc Vân Chi dày hơn, tỏa ra cái mùi thơm thấm vào tâm phế. Có vẻ như là đám băng tuyết đao lang này không thể chịu được nữa rồi, chúng sắp động thủ đó. Nam Cung Vũ Tinh và Ngụy Trác đang ngưng thần nín thở cũng phải hồi hộp nhìn nhau. Băng tuyết đao lang vốn giằng co với cả Phong Linh Hống đã bắt đầu xôn xao. Trong đó có một con băng tuyết đao lang to lớn nhất, hoa văn ở trên người thì đậm nhất, chỉ huy. Mấy cái cánh mỏng sau lưng cả đàn cùng rung lên ong ong. Ba con đao lang nhảy vọt lên, lao vào Phong Linh Hống. Cái miệng phân thành bốn mảnh, phun ra ba dải băng khí trắng xóa nhắm vào. Bốn bề vách đá rung động tức thì kêu lên canh cách, xuất hiện từng dải băng xương. Ấy chà chà, tứ cấp thượng gia yêu thú biến thái quá nhỉ. Ngụy Tác phải hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì Phong Linh Hống lại đứng bất động, chỉ há ra cái miệng là ít nhất đã phun ra mấy chục đạo phong nhận sáng rực. Qua tiếng xé gió không khí chói lọi là biết, uy lực của mỗi đạo phong nhận đó thì không kém gì thanh thủy nhận của gã. Nếu như là tứ cấp trung giai độc giác lôi khuê tương đương với cả tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng,
thì thực lực của Phong Linh Hống khẳng định là không kém hơn tu sĩ Chu Thiên Cảnh nhất trọng đâu. Chặt, 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 chặt. Phong nhận và băng khí của ba con băng tuyết đao lang phát ra va chạm vào nhau, nổ vang động, dễ dàng xuyên qua băng khí, rồi chém vào mấy cái chân được băng tuyết đao lang giơ lên như là lá chắn. Mấy cái chân của bọn băng tuyết đao lang này thì như là đại đao, xuất hiện mấy vết thương sâu hoắm, từng dòng máu lam sắc tràn ra. Thậm chí một số cái chân trước của một con băng tuyết đao lang đã bị cắt rời. Mấy đạo phong nhận tiếp đó thì chém vào người của nó, khiến cho đao lang ngã vật ra, miệng rỉ máu xanh, không ngừng bò dậy nổi, trông cực kỳ là thê thảm. Cùng lúc với cả Phong Linh Hống phát ra phong nhận, thì con băng tuyết đao lang già nhất lại như là đại tướng chỉ huy vậy. Hơi động chân trước, thêm bốn con đao lang nhảy lên, cơ hồ là coi ba con trước là thuẫn bài để mà nhảy vọt qua lao vào Phong Linh Hống. Phong Linh Hống có vẻ là không thể phát ra phong nhận được nữa, thì đột nhiên hơn 100 cái linh mao xanh đậm ở trước ngực của nó xẹt ra, bắn ra như là hơn 100 mũi lợi tiễn vậy, bắn vào bốn con băng tuyết đao lang đang lao tới. Trước tình cảnh này thì Ngụy Tác chật vật nuốt nước bọt. Uy lực của mớ linh mao đó thì không kém gì phong nhận. Chân trước của bốn con băng tuyết đao lang không sao, chỉ xuất hiện nhiều vết nứt, nhưng mà phần nhỏ thân thể phía dưới thì không có gì bảo vệ, đã bị đâm thủng lỗ chỗ, máu trào ra như suối, khẳng định không thể sống nổi. Lại vù một tiếng, Phong Linh Hống như là tan biến khỏi mặt đất, chụp lấy một trong ba con băng tuyết đao lang lúc trước rồi quay về chỗ cũ. Bốn ngọn lợi trảo của nó cắm sâu vào thể nội đối thủ, dẫm xuống dưới đất, như là diệu vũ dương oai vậy, nhìn con băng tuyết đao lang già nhất ở đằng xa. Thủ lĩnh của đàn băng tuyết đao lang tự hồ là quyết liều mạng. Được nó chỉ huy, thì hơn 20 con đao lang còn lại cùng lao vào rung động, phun ra băng khí ào ào. Cách cách, cách cách cách. Từng lớp băng dày nhanh chóng tràn vào. Hai con băng tuyết đao lang đang thụ thương cũng bị băng đóng kín, xem ra chúng định đông cứng toàn nham động lại. Mắt của con Phong Linh Hống ánh lên sự khinh thường, lại há miệng phun ra từng đạo phong nhận sáng loáng, chém tan tành quá nửa bức tường băng, băng vụn rơi ra lả tả. Bùng một tiếng, đúng lúc đó thì một bóng trắng từ trong băng tường lao ra ngoài, hai chân như là hai thanh đao vậy, chém lên người của Phong Linh Hống, chém rụng mấy chục cái linh mao, tạo ra hai vết thương. Và bóng trắng này chính là con băng tuyết đao lang già nhất hội. Hơn 20 con băng tuyết đao lang còn lại thì cũng chém vỡ băng tường mà xông vào. Phong Linh Hống gầm lên thống khổ. Công kích của con băng tuyết đao lang già này tự hồ là triệt để kích nộ nó. Trong lúc giống lên đó thì quá nửa linh mao ở trên người nó bắn ra. Mười mấy con trong số hơn 20 con băng tuyết đao lang đang lao vào bị biến thành nhím. Con băng tuyết đao lang già nhất thì tự hồ biết trước được là Phong Linh Hống sẽ phản kích như thế. Thân thể cơ hồ là co lại, hai chi trước như là hai thanh đại đao vậy. Chi trước của nó lợi hại hơn cả đàn nhiều lần. Linh mao màu xanh đậm bắn vào nhưng mà không lưu lại một vết xây sát nào cho nó. Nhưng mà cùng lúc đó thì một viên thanh sắc yêu đan từ trong miệng của Phong Linh Hống phun ra, giáng mạnh vào hai chi trước của con băng tuyết đao lang già này. Chát một tiếng, đôi mắt đen ngòm không có nhãn cầu của băng tuyết đao lang già tự hồ ánh lên thần sắc tuyệt vọng trong tích tắc. Hai chi trước xuất hiện vô số vết nứt rồi tan nát. Viên thanh sắc yêu đan tiếp tục giáng xuống, chấn nát nó thành mấy mảnh liền. Hạ xong băng tuyết đao lang, Phong Linh Hống ngực đẫm máu, lại ngước đầu nhìn lên hai nhánh Ngọc Vân Chi. Lá của hai nhánh đã xòe ra hết. Ở trước mặt là xuất hiện nhiều đường ngoằn nghèo nhỏ, lộ ra từng viên bào tử tròn lấp lánh như là trân châu nhỏ xíu. Hai nhánh Ngọc Vân Chi đã chín hẳn rồi. Phong Linh Hống há miệng ra định nuốt vào một trong hai nhánh Ngọc Vân Chi. Nhưng mà trong rung động ở bên ngoài vốn có băng tuyết đao lang chiếm cứ, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Một đạo lam quang từ trong tay một người xẹt ra. Tốc độ đó khiến cho Phong Linh Hống không kịp tránh. Vù một tiếng, đạo lam quang đó đã xuyên qua mắt của nó, thấu ra sau gáy. Oanh 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 oanh. Và không kịp để cho Phong Linh Hống kịp phản ứng, Ngụy Tác đã nắm đúng thời cơ lao vào cùng với cả Nam Cung Vũ Tinh, liên tục giáng hỏa cầu vào người của nó, vốn đã trọng thương sẵn từ trước. Với lực phòng ngự của tứ cấp thượng gia yêu thú như là Phong Linh Hống, vốn rằng là trúng mấy tấm hỏa cầu phù thì cũng không sao, sẽ như lúc bị băng tuyết đao lang chém trúng, lập tức phát động phản kích.
nhưng mà lúc đầu đã bị pháp bảo của Nam Cung Vũ Tinh chém trọng thương, ngực đã bị chém lủng hai chỗ, linh mao ở trên người cũng rụng gần hết như là một con gà chọc thôi. Ngụy Tác ném liền mười mấy tấm phù, yêu thú bình thường vốn dễ dàng hạ sát gã lại bị biến thành một con gà nướng, lập tức ô hô ai tai. Chấn thủ nối ra, Ngụy Tác lại ném thêm một cặp mà hỏa cầu, đại khái chưa đến 20 đạo hỏa cầu phù, mấy con băng thuyết đao lang thì may mắn sống sót dưới đinh mao của Phong Linh Hống trước đó đã đều bị diệt gọn. Hai nhánh ngọc vân chi lúc này tỏa ra mùi thơm chết người. Ngụy Tác với cả Nam Cung Vũ Tinh nhìn nhau hoan hỉ đến phát cuồng. Khi mà định hái hai nhánh ngọc vân chi thì đột nhiên nghe thấy ở trong rung động ở sau lưng có tiếng động, rồi một giọng nói lành lót dễ nghe cất lên với vẻ không thể tin được. Đánh xong rồi hả? Cái gì? Không phải chứ? Ngụy Tác ngoái lại rồi trợn tròn mắt. Người bực dọc đứng ở trong rung động sau lưng lại chính là tiểu ngân sa mỹ nữ mông cong Hàn Vi Vi, vốn để cho gã ấn tượng rất là sâu đậm. Hả? Không phải chứ? Ngụy Tác ngoái lại và trợn tròn mắt. Người bực dọc đứng ở trong rung động ở sau lưng lại là ngân sam tiểu mỹ nữ mông cong, vốn để lại cho gã ấn tượng rất là sâu sắc. Hả? Cô nương là ai vậy? Ngụy Tác ra vẻ ta và cô không quen biết gì nhau, chúng ta gặp nhau rồi ư? Hàn Vi Vi cười lạnh. Ta là ai ư? Cái lúc mà ngươi cướp hai con thạch vĩ bích tích của ta, sao không hỏi ta là ai đi? Lúc ngươi dở trò lưu manh định cởi quần trước mặt ta, sao không hỏi ta là ai đi? Hiện tại lại định giả bộ không biết ta ư? Cái người thanh niên tên là Liễu Ngũ, mặc hồng sắc pháp y, trông khá là đẹp trai, là trợ thủ của Thiết Sách được Nam Cung Vũ Tinh gọi đến. Nàng sợ Ngụy Tác không đến kịp nên đã truyền tin khẩn cho Liễu Ngũ, vốn tu luyện một môn huyền hỏa chân pháp đến giúp. Nhưng mà không ngờ đại tiểu thư Hàn Vi Vi của Chân Bảo Các lại đến theo. Nam Cung Vũ Tinh và Liễu Ngũ theo Hàn Vi Vi vào đây đều là sững sờ cả. Cả hai không ngờ được là Hàn Vi Vi hình như là lại có biết Ngụy Trác. Hơn nữa những gì mà Hàn Vi Vi nói dễ khiến cho người ta hiểu lệch ý. Cái gì mà dở trò lưu manh định cởi quần trước mặt ta? Những lời này nói ra thì Nam Cung Vũ Tinh và Liễu Ngũ đều cho rằng là Ngụy Tác đã gây ra một việc gì đó cực kỳ là kinh thiên hại lý với cả Hàn Vi Vi. Này, đại thư à, hai cái con thạch vĩ tích bích thôi mà, làm sao phải như vậy? Ngụy Tác giờ khóc giờ cười nhìn Hàn Vi Vi. Hà tất phải nói ra những cái lời lưu manh không bằng như vậy? Cái gì? Ai là đại thư của ngươi chứ? Hàn Vi Vi hếch mắt lên. Ngươi vốn là lão lưu manh mà. Đợi đã, Vi Vi. Nam Cung Vũ Tinh vốn có quen biết Hàn Vi Vi, không nén được nữa, buột miệng mà hỏi. Thật ra là hai người có chuyện gì đó? À, Nam Cung Vũ Tinh thư thư, sao lại đi cùng với cả cái tên lưu manh vô sỉ này như vậy? Không trả lời ngay thẳng vào câu hỏi mà Hàn Vi Vi lại hỏi ngược lại Nam Cung Vũ Tinh. Ngụy Tác ở bên cạnh tắt tiếng, thò tay định hái nhánh Ngọc Vân Nhi. Tranh cãi với cả ngân sam tiểu mỹ nữ là việc nhỏ, Ngọc Vân Chi mới là quan trọng. Nếu không hái kịp lúc bảo tử rơi mất, linh khí tiêu tán thì tổn thất quá là lớn. Này, lão lưu manh, ngươi định làm gì thế? Không được động đậy. Lẽ nào ngươi định làm cái việc lưu manh lần nữa sao? Nhưng khi mà Ngụy Tác mới vừa đưa tay ra, Hàn Vi Vi đã kêu to lên. Ta hái hai nhánh Ngọc Vân cũng là lưu manh ư? Dù cho lúc trước ta cướp của ngươi hai con thạch vĩ bích tích thì ta đền là cùng chứ gì. Lưu manh thì lưu manh, không cần ngươi cứ đay đi đay lại cái từ đó mãi đâu. Ngụy Tác khá bực bội, buột miệng mà nói. Cái gì mà cứ cho là ngươi cướp? Vốn ngươi là cướp mà. Nếu không phải ngươi dở trò lưu manh cởi quần trước mặt ta thì ngươi đấu lại được ta sao? Hàn Vi Vi trừng mắt. Ngươi tưởng đó đơn giản chỉ là hai con thạch vĩ bích tích thôi sao? Ngươi có biết là hai con thạch vĩ bích tích đó chính là yêu thú lần đầu tiên ta săn được không? Đó là lần đầu tiên đó, ngươi hiểu chưa? Lần đầu tiên của ta đã bị ngươi cướp mất đó. Ngụy Tác cũng nổi đóa, cười lạnh mà đáp. Ta vốn tưởng sao mà tệ thế, hóa ra là lần đầu, lóng ngóng vụng về, kỹ thuật thì quá tệ. Nam Cung Vũ Tinh và Liễu Ngũ ở bên cạnh nhìn nhau giờ khóc giờ cười. Cũng may cả hai đã nghe ra là chuyện gì, bằng không mà có người đi vào nghe thấy Hàn Vi Vi và Ngụy Tác tranh cãi lại sẽ nghĩ ngay đến cái chuyện tế nhị đó.
Ngụy Tác cười lạnh mà nói tiếp: "Cái sự thật là ta đã ở đó hơn nửa ngày thì ngươi chạy đến cướp thạch vĩ bích tích của ta mới đúng đó. Hảo nam không đấu với cả nữ, trả linh thạch bằng giá trị hai con thạch vĩ bích tích mà ngươi không muốn thì ngươi muốn cái gì chứ? Lẽ nào ngươi muốn cởi một lần trước mặt ta theo kiểu lưu manh thì mới coi như là hòa sao?" "Ngươi..." Hàn Vi Vi giận run người, chỉ ngón tay vào Ngụy Tác: "Nam Cung Vũ Tinh thư thư thấy đấy, cái tên lưu manh này nói thế nào cũng là lưu manh cả." "Tôi được rồi, Ngụy Tác, ngươi nói thế hơi quá lời đó." Nam Cung Vũ Tinh trừng mắt nhìn Ngụy Tác. "Giản Hòa, thôi Vi Vi cũng đừng giận nữa, để y trả lại linh thạch giá trị hai con thạch vĩ bích tích đó là xong mà." "Không được, phải giáo huấn hắn thì mới xong được." Hàn Vi Vi lắc đầu quậy quậy. "Cái gì, giáo huấn ta ư? Bằng vào cái bản lĩnh mèo cào của ngươi mà đòi giáo huấn ta ư?" Ngụy Tác khinh thị nhìn Hàn Vi Vi. "Với cái tên quỷ nhát chết bị thạch vĩ bích tích đánh cho chạy té khoái như ngươi, ta lại không giáo huấn được ư?" "Thôi Ngụy Tác, bớt nói đi không được hả? Bắt nạt tiểu cô nương nhà người ta như vậy mà ngươi vui sao? Còn nói nữa, sau này ta mặc kệ đó." Nam Cung Vũ Tinh khẽ mắng Ngụy Tác. "Nam Cung Vũ Tinh thư thư, cả thư thư cũng cho rằng là muội không phải đối thủ của tên lưu manh này ư?" Tai của Hàn Vi Vi cực thính, nghe thấy Nam Cung Vũ Tinh nói vậy thì ré lên với vẻ không thể tin rồi. Nam Cung Vũ Tinh nhất thời ngần cả người, không biết nên nói cái gì. Hàn Vi Vi ngoái lại nhìn Ngụy Tác. "Này tên quỷ nhát chết, thế nào? Ngươi dám đấu với ta không? Nếu không đánh lại thì sau này gặp ta phải kêu là bà cô đó." "Được, đấy là ngươi bức ta đó." Ngụy Tác hừ một tiếng. "Chốc nữa nếu ngươi thua thì không cần gọi ta là ông cậu khi mà gặp mặt đâu. Cứ ngoan ngoãn gọi là hảo ca ca là được rồi." "Này, không được đả thương Vi Vi đâu." Thấy không ngăn cản được nữa, Nam Cung Vũ Tinh miễn cưỡng đến bên Ngụy Tác căn dặn, rồi hái hai nhánh ngọc vân chi đã chín xuống. "Thần hài cảnh ngũ trọng sao? Cái tiểu mỹ nữ dở hơi này sao lại tiến bộ nhanh như vậy nhỉ? Cách đây không lâu mới đạt đến thần hài cảnh tứ trọng cơ mà." Ngụy Tác lén dùng vọng khí thuật, nhìn xong thì cả kinh. Trên người của Hàn Vi Vi lóe sáng năm dải bạch sắc quang hoa, rõ ràng là tu vi thần hài cảnh ngũ trọng. Bất kỳ công pháp nào cũng là tu vi càng cao, tiến giai càng khó, công pháp càng cao minh, đột phá tu vi càng thêm gian nan. Hiện tại thì quang hoa trong năm thần hải của Hàn Vi Vi rực sáng, chứng minh là công pháp của nàng ta tu luyện cao hơn gã mấy tầng liền. Nhưng gã đạt tới thần hải cảnh tam trọng nhiều ngày rồi mà chưa có đột phá đến đệ tứ trọng, trong khi Hàn Vi Vi đã đột phá đến thần hải cảnh đệ ngũ trọng rồi. "Cứ để ngươi động thủ trước đó." Hàn Vi Vi mặt mũi trắng trẻo tỏ vẻ khinh thị, lấy ra một thứ như là vỏ sò trắng, chân nguyên được dồn vào. Vật đó hóa thành bạch quang thuẫn, hình vỏ sò sáng rực, chi chít khoa đầu phù văn lơ lửng ở trước mặt nàng ta. "Hả? Pháp bảo ư?" Ngụy Tác cả kinh kêu lên. Ở Thiên Huyền Đại Lục này chưa theo uy năng pháp bảo mà phân chia thành linh, đạo, huyền, tiên, tứ giai. Nhưng pháp bảo thật sự, dù là linh giai hạ phẩm phòng ngự pháp bảo cấp thấp nhất thì cũng chống chọi được thuật pháp công kích của tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng. Trừ phi là bản thân của pháp bảo bị hư tổn, cơ hồ mọi pháp bảo đều có thể liên tục phát ra uy năng khi mà được tu sĩ dồn chân nguyên vào. Về điểm này thì khác hẳn với cả pháp khí như là phổ lục, kích phát xong thì uy năng sẽ nhanh chóng suy tàn. Hiện tại tu vi của Hàn Vi Vi cao hơn Ngụy Tác hai bậc, nếu như có pháp bảo chân chính trong tay, gã không thể nào thắng được nàng ta. Nhưng rồi gã thở phào, bạch sắc thuẫn không tầm thường đó không cần Hàn Vi Vi dồn chân nguyên vào để mà khống chế. Xem ra chủ yếu dựa vào uy năng của chất liệu, chắc chỉ là bán linh khí, tương đương với cả pháp bảo phòng chế, chứ không phải là linh giai pháp bảo thật sự. Sau khi mà đánh giá xong rồi thì Ngụy Tác liền kích phát linh thiên ngọc bội, đồng thời nắm phong bá bảo phù lấy được của Lâm Đạo Nhất ra, dồn chân nguyên tim tím vào đó, kích phát một đạo tường phong chặn ở trước mặt mình. Hàn Vi Vi không động thủ mà chỉ nhìn gã, có vẻ như là muốn giữ lời để cho gã động thủ trước. Về phần Nam Cung Vũ Tinh và Liễu Ngũ, sau khi mà hái xong Ngọc Vân Chi thì hơi khẩn trương tụ lại đứng ở một góc trách giữa hai người. Nếu như là thấy có gì đó không ổn là sẽ xuất thủ ngăn cản. Đấu pháp đối với cả tu sĩ lúc nào cũng thập phần hung hiểm mà. Thấy Hàn Vi Vi tỏ ra là khinh thị mình, Ngụy Tác không khách khí nữa,
ném một tấm hỏa cầu phù vào bạch quang thuẫn bài của nàng. Lưỡi lửa như là thác đổ vậy lan khắp bạch quang thuẫn bài, nhưng mà ánh mắt của Ngụy Tác lạnh lại, bởi vì trừ vài chỗ hơi đen đen ra thì thuẫn bài thậm chí không hề hấn gì cả. Cứ tưởng thế nào? Hàn Vi Vi phất tay một cái, một dải bạch khí ngưng hình thành băng long trong suốt dài chừng khoảng 5 thước ở trước mặt, rồi vù một tiếng va vào tường phong trước mặt của gã. Ấy chà chà, thuật pháp gì mà lợi hại thế này nhỉ? Băng long nhỏ xíu đó va vào tường phong, lập tức bị cương phong cắt thành vô số mảnh nhỏ xíu. Nhưng mà hàn băng chi khí từ các mảnh vỡ toát ra suýt nữa đã khiến gã đông cứng, cả lông mày cũng kết bạch sắc xương hoa rồi. Âm âm âm. Ngụy Tác nào dám dừng tay, liên tục ném hỏa cầu phù vào Hàn Vi Vi. Dù không phá được bạch quang thuẫn bài, nhưng ít nhất hỏa lực do hỏa cầu phù kích phát sản sinh ra cũng khiến thân thể nàng ta ấm lên. Cả động dung lúc này sáng rực lưỡi lửa. Cái gì? Cái tên lưu manh này lấy đâu ra lắm hỏa cầu phù thế nhỉ? Liêu Ngũ đứng cùng với cả Nam Cung Vũ Tinh thì bất giác trừng mắt lên. Thật ra y là người của Thiết Sách bảo vệ Hàn Vi Vi trong hai ngày hôm nay. Vì Nam Cung Vũ Tinh sai người mang tin đến, bị Hàn Vi Vi nhìn thấy, lại bị nàng ta mè nheo không chịu nổi, đành phải đưa đi theo. Vốn y cho rằng là Ngụy Tác chắc chắn thất bại, bởi vì y biết rõ tu vi của Hàn Vi Vi không kém mình, lại có nhiều thứ hay ho bảo bối. Chỉ là kinh nghiệm đối địch và kiến thức về yêu thú thì hơi kém, bằng không thì đâu cần Thiết Sách bảo vệ. Cứ thế mà đơn độc qua lại trong phạm vi cả nghìn dặm quanh Linh Nhạc Thành sẽ không thành vấn đề gì. Nhưng mà tình cảnh ở trước mắt thì khác rồi. Cái tên lưu manh này. Hàn Vi Vi kỳ thực đây là lần đầu tiên chính thức đấu pháp với cả người khác, cũng hơi khẩn trương. Không ngờ rằng là Ngụy Tác công kích mãnh liệt như vậy, nhất thời từng quả hỏa cầu như là bánh xe đổ tới, khiến cho bạch quang thuận pháp rung lên kịch liệt. Trước mặt nàng ta như là có một biển lửa vậy, cũng hơi hoảng hốt, luống cuống chân tay lấy ra một mảnh trúc xanh biếc nhỏ xíu nhưng mà nặng trịch. Chân nguyên dồn vào đó, thanh sắc trúc phiến rực sáng thanh quang, rồi đột nhiên phình to ra lớn lên, hóa thành một cây thanh sắc trúc kiếm rực sáng. Và lúc này thì trông có vẻ là Ngụy Trác uy phong mọi bề, hỏa cầu phù lao ra vù vù, nhưng mà trong lòng của gã thì đắng ngầm. Bạch quang thuẫn bài trước mặt Hàn Vi Vi có uy năng phòng ngự còn lợi hại hơn cả nhị giai pháp phù. Đã liên tục mười mấy tấm hỏa cầu phù giáng vào rồi mà không hề có dấu hiệu bị nứt gì. Lại là pháp bảo phòng chế sao? Cùng lúc đó thì Hàn Vi Vi đã vung thanh sắc trúc kiếm hóa thành một dải thanh quang. Chỉ qua pháp lực dao động trên cây kiếm thì Ngụy Tác không khỏi biến sắc mặt. Phập một tiếng, thanh sắc trúc kiếm trực tiếp xuyên qua tường phong. Linh Thiên Ngọc Bội lóe lên hai lần, liên tục kích phát ra hai linh quang cháo, đều đã bị thanh sắc trúc kiếm đâm thủng rồi. Uy lực của cây trúc kiếm này thì hoàn toàn không kém gì pháp bảo phòng chế của Lâm Đạo Nhất. Cẩn thận đó! Nam Cung Vũ Tinh ở bên ngoài chợt nhợt nhạt sắc mặt, buột miệng mà kinh hô. Soạt! Thanh sắc trúc kiếm cách ngực của Ngụy Tác một đoạn, kiếm quang đã xé rách tấm thanh sắc bố y phổ thông của gã đang mặc. Thấy cảnh tượng này thì Liễu Ngũ biến hẳn sắc mặt, chuẩn bị kích phát pháp bảo để mà đón đỡ thanh sắc trúc kiếm, rõ ràng là pháp bảo phòng chế. Nhưng mà lúc này thì từng dải hồng quang đột nhiên phát ra từ ngực của Ngụy Tác, rung động sáng rực, hình thành một con hỏa phượng chừng khoảng 5 thước, cực kỳ giống như thật. Vù, hỏa phượng như vật sống vậy, đỡ gọn thanh sắc trúc kiếm. Cái gì? Ngươi đúng là cái đồ hạ lưu mà. Ngươi lại còn ăn trộm nội y của nữ tu, lại còn mặc ở bên trong nữa. Ngươi đúng là cái đồ biến thái mà. Hàn Vi Vi trợn tròn con mắt nhìn vào ngực của Ngụy Tác với vẻ không dám tin. Hóa ra, gã đang mặc một tấm yếm của người phụ nữ. Đã ăn trộm nữ tu nội y, lại còn mặc vào người. Hàn Vi Vi cho rằng Ngụy Tác này thật là quá biến thái, quá khủng khiếp. Trong lòng của nàng ta, Ngụy Tác lập tức cũng như là mấy tu sĩ xấu xa chuyên ăn trộm nội y của mỹ nữ trong Linh Nhạc Thành vậy. Nam Cung Vũ Tinh và Liêu Ngũ thấy cảnh đó cũng há hốc miệng. Cũng bởi vì muốn an toàn nên Ngụy Tác mới mặc tấm hỏa phượng đỗ đâu vào, nhưng mà không ngờ lại bị bại lộ. Thấy vẻ mặt của Ngân Sam tiểu mỹ nữ cùng với cả Nam Cung Vũ Tinh thì Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt, vội vàng dặn cười giải thích. Này này, cái gì mà ăn trộm nội y của nữ tu? Cái tấm hỏa phượng đỗ đâu này
là ta vô tình phát hiện trong bụng của độc giác Lôi Khuê. Cũng bởi vì không có pháp khí phòng hộ lợi hại nên ta tạm thời mặc vào thôi. Thôi thôi, ngươi gạt ai chứ? Ngươi mà giết được độc giác Lôi Khuê sao? Bụng của độc giác Lôi Khuê mà phát hiện cái này thì ta bảo trong bụng của Thạch Vĩ Bích Tích đó có pháp bảo cũng được đó. Hàn Vi Vi cũng cực kỳ là ghê tởm ré lên, đưa tay ra định cho Ngụy Tác một cái đòn pháp thuật nữa, phối hợp với cả thanh trúc kiếm chém tan tên vô sỉ này. Thấy Liễu Ngũ đứng xem náo nhiệt cũng gật gù thì Ngụy Tác chỉ muốn chết quách đi cho rành. Bảo gã giết được độc giác Lôi Khuê, còn phát hiện hỏa phượng đỗ đâu trong bụng nó thì thật là không ai tin được. Băng khí trắng xóa từ tay của Hàn Vi Vi đã dấy lên, Ngụy Tác đành nghiến răng nghiến lợi miết một đạo phổ lục. Cái gì? Lại chuyện gì nữa đây? Hàn Vi Vi đang thi triển thuật pháp thì đột nhiên một đàn lợn xuất hiện ở trước mặt, vui vẻ mà lao tới. Nếu như đang đấu pháp thuật mà thấy một đàn lợn béo ú ụt ịt chạy tới chỗ mình thì sẽ phản ứng như thế nào chứ? Hàn Vi Vi ngây người ra, bạch sắc băng khí cũng mất khống chế, tiêu tan sạch sẽ. Pháp y của nàng ta không tệ, đòn này chắc là không đến nỗi lạt thủ tạo hoa đâu nhỉ. Nắm lấy cơ hội này thì Ngụy Tác vung tay phát ra kim xà lôi thoa, cơ hồ lướt cạnh bạch quang thuẫn bài rồi giáng vào người của Hàn Vi Vi. Và cũng đúng như là Ngụy Tác dự liệu, ngân sắc pháp y của Hàn Vi Vi lóe ngân quang, hóa giải tuyệt đại bộ phận uy năng của kim xà lôi tác. Nhưng mà hơn 10 tia sét tản ra vẫn khiến cho nàng ta phải tê dại ra đầu. Ngụy Tác đã nhanh chóng phát ra một đạo kim xà lôi thoa giáng xuống. Thôi 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 thôi, đủ rồi, dừng lại đi. Nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, Nam Cung Vũ Tinh cũng loáng lên chặn trước mặt Hàn Vi Vi. Ai cũng nhận ra là Hàn Vi Vi thua chắc rồi. Dù Ngụy Tác tạm thời không phá được bạch quang thuẫn bài, nhưng gã vẫn có thể liên tục kích phát kim xà lôi, khiến cho nàng ta không có năng lực phản kháng, và đồng thời cũng trực tiếp vòng qua bao bạch quang thuẫn bài. Đến lúc đó thì dù Ngụy Tác không phát ra hỏa cầu phù thì Hàn Vi Vi cũng không thể chống đỡ được. Ngụy Tác nhún vai dừng tay. Ngân sam tiểu mỹ nữ mông cong này cũng đầy quyến rũ, đánh cho nàng ta tê dại thì gã cũng không nhẫn tâm lắm. Và nhân tích tắc dừng tay này, gã vội vàng kéo lại y phục che chắn hỏa phượng nội y lại. Hàn Vi Vi thì sắc mặt nhợt nhạt, run rẩy toàn thân nhìn Ngụy Tác. Nửa vì giận, nửa vì tê dại ra đầu. Dáng vẻ này của tiểu mỹ nữ thì quyến rũ, Ngụy Tác càng thêm bất nhẫn. Ta phải giết chết ngươi. Đột nhiên Hàn Vi Vi ré lên, ra vẻ quyết tử với cả Ngụy Tác. Nam Cung Vũ Tinh và Liễu Ngũ đều giật cả mình. Sao? Tiểu mỹ nữ mông cong, thua rồi mà không nhận hả? Ngụy Tác cũng hơi giận, thế này đã xong chưa? Ngụy Tác nói ra câu này, Hàn Vi Vi càng nghiến răng chặt hơn, mắt ầng ực nước. Lần tới ta nhất định sẽ đả bại ngươi, cái tên biến thái. Nhợt nhạt mặt mày nhìn Ngụy Tác xong, Hàn Vi Vi mắng một câu rồi chạy ra ngoài rung động. Ta phải đuổi theo đã, nhỡ may có chuyện gì. Liễu Ngũ cười khổ nhìn Ngụy Tác, rồi nói với cả Nam Cung Vũ Tinh xong thì đuổi theo ngay. Sao, vẫn còn lần sau nữa ư? Đúng là tiểu mỹ nữ, giờ hơi. Ngụy Tác im lặng nhìn theo tiểu ngân sa mỹ nữ mông cong tan biến khỏi thị tuyến, rồi lắc đầu. Cả rung động lúc này chỉ còn lại gã cùng với cả Nam Cung Vũ Tinh. Cái vật này đúng là ta giết độc giác Lôi Khuê trong vạn xà cốc đấy được đó. Lấy hết dũng khí xong thì gã hổ thẹn gần chết, chật vật lắm mới nói ra được câu đó với cả Nam Cung Vũ Tinh. Chúng ta chia đôi hai nhánh ngọc linh chi này nhé. Ngươi có nạp bảo mang thì cứ thu phong linh hống và băng tuyết đao lang lại. Về đến linh nhạc thành xong thì chia đều, ngươi thấy thế nào? Nam Cung Vũ Tinh thì tựa hồ không nghe thấy lời của gã nói, chỉ thốt lên một câu. Nhưng mà ngươi tin ta đi, ta không phải tên biến thái đâu. Ngụy Tác cho rằng nàng không tin mình, cuống lên mà nói. Chi bằng ta tặng ngươi vật này luôn đó. Này, ngươi tin ta được không? Ngụy Tác chưa kịp phản ứng thì đã bị Nam Cung Vũ Tinh gõ lên đầu. Tặng vật này ư? Ngươi đã mặc rồi còn gì? Đúng là cái đầu lợn.
Lại nói thì gom hết thi thể yêu thú ở trong thạch thư rung động lại, giải thích việc giấc độc giác Lôi Khuê cùng với cả đàn lợn đột nhiên chạy ra. Sau đó Ngụy Tác cùng với cả Nam Cung Vũ Tinh trực tiếp thông qua truyền tống trận pháp quay trở về Linh Nhạc Thành. Chia tay Nam Cung Vũ Tinh xong, về lại căn nhà ở thành Tây, Ngụy Tác vẫn còn cảm thấy mình hôm nay đúng là quá tồi tệ. Tuy rằng tặng hỏa phượng đỗ đâu cho Nam Cung Vũ Tinh rất là thích hợp, nhưng mà vật này chỉ là những tình lữ tối thân mật mới tặng với nhau. Với quan hệ hiện tại giữa gã và nàng mà bảo tặng vật này thì thật là không ổn. Bất quá thì Nam Cung Vũ Tinh đã hai lần mang lại lợi ích không nhỏ cho gã. Lần này trừ Ngọc Vân Chi thì gã thu hoạch được Phong Linh Hống và gần 30 con băng tuyết đao lang. Tuy rằng băng tuyết đao lang đều đã bị đánh tan nát, không bán được bao nhiêu linh thạch, nhưng mà yêu thú tam cấp trở lên đáng tiền nhất là yêu đan để mà luyện chế đan dược. Mỗi viên yêu đan của băng tuyết đao lang đều có giá trị khoảng 50 viên hạ phẩm linh thạch, cộng lại là 1.500 viên. Chia đều cùng với cả Nam Cung Vũ Tinh thì mỗi người được 750 viên. Lần này nàng mang lại lợi ích cho gã như thế mà gã tựa hồ không cho nàng cái lợi ích gì. Hơn nữa nàng còn tín nhiệm gã, để hết yêu thú cho giữ. Gã đâm ra hổ thẹn lắm. Dù là đem hỏa phượng đỗ đâu cho nàng thì nàng cũng không nhận. Gã quyết định lần tới sẽ tặng Nam Cung Vũ Tinh hai tấm ảo quang phù rồi tính sau. Ảo quang phù thì cũng rất có tác dụng. Đấu với cả độc giác Lôi Khuê và với cả ngân sam tiểu mỹ nữ Mông Cong đều có tác dụng quyết định. Mà không ngờ nhở, tiểu Mông Cong mỹ nữ đó lại là sư muội của Cơ Nhã. Chả trách mà giàu như vậy, đối phó với cả Thạch Vĩ Bích Tích mà ném pháp phù loạn xạ cả lên. Gã qua Nam Cung Vũ Tinh thì biết được thân phận của Hàn Vi Vi. Đương nhiên là biết Chân Bảo Các là thế lực lớn cỡ nào tại Linh Nhạc Thành. Nghĩ đến tiểu mỹ nữ Mông Cong nước mắt lưng tròng còn muốn gây phiền nữa thì gã lại nhức hết cả óc. Mỹ nữ đó tìm ngươi có việc gì thế? Sao tận tối mịt mới trở về? Ngụy Tác mới về thì Lục Bảo lão đầu đã từ trong lọ chui ra mà hỏi. À, không có gì. Lão đầu, cho lão xem ta lấy được thứ gì này. Thấy Lục Bảo lão đầu thì Ngụy Tác lập tức đắc ý cười ha hà, lấy nạp bảo nang ra. Chân nguyên được dồn vào, Ngọc Vân Chi lấp lánh bạch quang nổi lên trong dải sáng vàng của nạp bảo nang. Hiện tại thì Ngụy Trác sử dụng nạp bảo nang rất là thuần thục. Lúc trước gã có gì là lấy hết ra rồi chọn thứ mình cần. Nhưng mà sử dụng mấy lần thì phát hiện, cũng có thể dùng thần thức nội thị cảm ứng vào nạp bảo nang. Muốn lấy gì thì khiến thứ đó hiện ra là được, chứ không cần phải lấy hết ra như trước kia nữa. Thật ra cũng vì gã chưa sử dụng được bảo vật như thế này. Vốn tu sĩ có pháp bảo để mà trữ vật, đâu thể lấy thứ gì là đổ sạch mọi thứ ra được. Cái gì? Ngọc Vân Chi sao? Lục Bảo lão đầu chỉ nhìn qua lập tức biến sắc. Ngươi làm cách nào mà lấy được nhánh Ngọc Vân Chi này thế? Sao hả? Ngụy Tác thấy Lục Bảo lão đầu trong tích tắc trở nên nghiêm túc thì lấy làm lạ. Ngọc Vân Chi này do Nam Cung Vũ Tinh truyền tin cho ta phát hiện, sinh trưởng tại một động dung đó, đã được Phong Linh Hống bảo vệ. Phong Linh Hống thì bị bọn ta giết chết rồi. Tổng cộng có 2 nhánh, bọn ta chia đôi. Cái gì? Tổng cộng 2 nhánh ư? Lục Bảo lão đầu càng cuống cả lên. Động đó ở chỗ nào? Mau đưa ta đến xem. Cái gì? Đưa lão đến rung động sao? Nhưng mà thật ra là có chuyện gì? Ngụy Tác bất giác sững sờ. Thạch Linh Nhũ. Quang hoa ở trên người của Lục Bảo lão đầu lấp lóe, tựa hồ là tâm tình dao động kịch liệt. Ta và một vị chủ nhân vô tình phát hiện, cũng như là băng vũ quả sinh trưởng trên hàn ngọc vậy. Những nơi mà có Ngọc Vân Chi sinh trưởng thì luôn có Thạch Linh Nhũ đó. Mà Thạch Linh Nhũ là bảo vật do thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Đối với cả tu luyện thì còn có tác dụng nhiều hơn cả đan dược luyện chế từ yêu đan. Linh khí của nó cơ hồ trong tích tắc dung hợp được với cả chân nguyên đó. Nếu như là ngươi may mắn phát hiện ra một chút Thạch Linh Nhũ thì chưa biết chừng sẽ nhanh chóng đột phá đến thần hải cảnh đệ tứ trọng đâu. Cái gì? Là đồ tốt như thế sao? Nghe Lục Bảo lão đầu giải thích xong thì Ngụy Tác cũng phải chấn kinh. Nên biết là hiện giờ gã tu luyện, luyện hóa linh khí hấp thu mỗi từ viên linh thạch đều tốn nhiều thời gian. Dù Ngụy Tác không quản đêm ngày tu luyện, tối đa cũng chỉ luyện hóa được linh khí ở trong 10 viên hạ phẩm linh thạch mỗi ngày. Nếu so số linh khí này được luyện hóa trong tích tắc thì tốc độ tu luyện nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nào, đưa ta đến động dung đó xem sao.
Đầu óc của gã hiện giờ chỉ toàn ý nghĩ làm cách nào để mà tu luyện để thăng tu vi. Sau tích tắc chấn kinh đó thì cô hồ không hề do dự mà thu lại Ngọc Vân Chi, rồi nhét cái lọ vào ngực áo, nhanh chóng lao đi. Lão đầu này, có phải là bên cạnh mọi linh dược đều có đồ tốt không? Trong lúc mà dốc sức lao về truyền tống trận pháp, Ngụy Tác hỏi Lục Bảo lão đầu. Hiện tại tu đạo giới thì không ghi chép nhiều về phương diện này. Không phải là cạnh mọi linh dược đều có thiên tài địa bảo đâu, Lục Bảo lão đầu đáp. Có những linh dược chỉ sinh trưởng ở nơi đặc biệt, ví dụ như là băng nham hoa, sinh trưởng tại nơi cực hàn nhưng dày đặc cương phong. Xích viêm quả sinh trưởng tại nham tương hỏa địa. Có những linh dược tuy là sinh trưởng trên thiên tài địa bảo, nhưng mà cùng với quá trình trưởng thành sẽ hấp thu linh khí trong đó. Rất có thể là lúc trưởng thành đã bị yêu thú hoặc là tu sĩ phát hiện, thì linh khí của thiên tài địa bảo đó đã bị hút sạch rồi, biến thành sỏi đá thông thường thôi. Đúng là cũng có nhiều loại linh dược thường có yêu thú bảo vệ. Cái chỗ Ngọc Vân Chi sinh trưởng hiện tại thì vị tất có thạch linh nhũ, bởi vì chưa biết chừng số lượng thạch linh nhũ không nhiều đã bị Ngọc Vân Chi hấp thu hết rồi. Nhưng mà chúng ta cứ thử xem vận may như thế nào đã. Đến rồi à? Ở đây sao? Hơn nửa canh giờ sau thì Ngụy Tác đưa Lục Bảo lão đầu quay trở lại động dung hình hồ lô ở trong thạch thư dung động. Lục Bảo lão đầu lơ lửng ở trước ngực của gã, đang quan sát kỹ cái thanh thạch trung nhũ từ trên đỉnh rủ xuống đất, lớn cỡ thân người trưởng thành. Đúng rồi, là ở đây đó. Ngụy Tác gật đầu. Gã còn nhận ra nơi Ngọc Vân Chi sinh trưởng, tuyệt đối không thể nhầm được. Thế bây giờ ngươi hãy dùng thanh thủy nhận men theo cái chỗ Ngọc Vân Chi sinh trưởng, từ từ hướng lên, cắt cái thạch trung nhũ ra. Nhớ phải thật chậm thôi. Lục Bảo lão đầu nheo mắt nhìn thạch nham trung nhũ từ trên rủ xuống. Nếu như là có thạch linh nhũ thì sẽ ở phía trên của Ngọc Vân Chi. Để ta thử xem. Ngụy Tác đã tận mắt nhìn thấy quá trình Diệp Tiêu Chính xử lý hàn ngọc, đã có kinh nghiệm rồi, liền gật đầu vù một tiếng. Một đạo thanh thủy nhận từ từ cắt vào vỏ của thạch trung nhũ. Thanh thủy nhận chỉ như là cạo vỏ vậy, cắt một lớp chưa đầy một tấc xuống, lập tức một mùi thơm sực nức bay ra. Ở bên trong lớp đá đó thì giữa thạch trung nhũ tựa hồ có một trụ kết tinh lớn cỡ ngón tay, như là ống ngọc rỗng ruột, đã bị thanh thủy nhận cắt thủng một vết nhẹ. Bạch sắc phụ khí màu trắng nhũ đang chảy ra từ đó. Không xong rồi, thạch linh nhũ sắp thấm ra ngoài. Cách vỏ thạch trung nhũ quá gần, người đã cắt thủng rồi. Mau lên, chảy ra là sẽ hóa thành linh khí đó, không thể lấy được đâu. Lục Bảo lão đầu biến sắc mặt, không ngờ là thạch linh nhũ trong thạch trung nhũ này lại gần lớp vỏ đến như vậy. Xem ra là không bị yêu thú và tu sĩ phát hiện, không đầy một năm là thạch linh nhũ cũng sẽ thấm ra ngoài hết. Nhưng mà khiến cho Lục Bảo lão đầu há miệng câm lặng là Ngụy Tác phản ứng còn nhanh hơn. Cơ hồ cùng lúc thấy bạch sắc vũ khí chảy ra thì gã đã biến sắc mặt, bò xuống dùng miệng mà ngậm vào cái lỗ hút mạnh. Bạch sắc vũ khí mang theo dịch thể màu trắng nhũ toàn bộ đã bị Ngụy Tác hút vào trong bụng. Ây chà chà! Chưa nhận ra thạch linh nhũ có mùi vị gì, Ngụy Tác đã cảm giác được một luồng linh khí kinh đào hãi lãng từ trong bụng tràn lên kinh mạch. Như thể là bạch sắc vũ khí đã biến thành sông lớn ở trong thể nội của gã. Chết rồi, sắp bị đổ tung rồi. Đột nhiên trong lòng gã dấy lên cảm giác này. Mau theo công pháp để mà tiến hành tu luyện đi, dẫn đạo chân nguyên đi, Lục Bảo lão đầu kêu to. Ngụy Tác dùng mình như là tỉnh mộng, bất chấp nền động ẩm ướt đã ngồi phệt xuống. Dưới da của gã xuất hiện vô số đường hằn lên, nhanh chóng tụ lại. Sau một tuần hương thì tình trạng đó mới từ từ bình phục. Thân thể của gã xuất hiện ánh sáng rất là mượt mà. Chát một tiếng nhẹ nhàng, thể nội của gã như là có vật gì đó phá vỡ, há miệng phun ra một luồng chọc khí tím tím. Ở trên người của gã ánh lên bốn luồng tử sắc quang hoa. Cuối cùng cũng đột phá đến thần hải cảnh tứ trọng rồi. Hít sâu một hơi, Ngụy Tác mở mắt, tỏ ra hớn hở đến điên cuồng.